Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày mới thật là bình yên vui vẻ nha các bạn. Hôm nay xin phép các bạn mình chia sẻ về cựu Tổng thống Donald Trump. Thì trước đây vào tháng 12 năm 2020 đó các bạn, cái vụ mà lùm xùm tất cả những người fan hâm mộ của Tổng thống Donald Trump tấn công vào tòa Quốc hội của Mỹ đó các bạn, làm những người ở trong kiểm phiếu ở bang kiểm phiếu đó các bạn, họ phải chạy tán loạn. Cũng tại thời điểm đó thì Tổng thống Donald Trump bị Facebook và Instagram đã là khóa tài khoản các bạn ơi, và đình chỉ vô thời hạn luôn. Facebook đã được yêu cầu từ phía cựu Tổng thống Donald Trump liên quan tới việc khôi phục và tái lại các tài khoản trên mạng xã hội của ông sau khi chúng bị đình chỉ vô thời hạn, khi mà Tổng thống và những cái người mà cấp cao đó các bạn chơi Facebook hoặc là Instagram. Tuy nhiên là nếu mà có những cái hành vi như thế nào đó thì người ta cũng khóa ha các bạn, giống như Tổng thống Donald Trump vậy các bạn ơi. Theo cái tờ báo USA Today dẫn lời một phát ngôn viên ở Ủy ban Giám sát của Facebook cho hay, họ đã nhận được sự đề nghị với danh nghĩa là ông Trump yêu cầu nền tảng này khôi phục lại tài khoản Facebook và Instagram của ông. Ủy ban từ chối bình luận thêm về vấn đề này ha các bạn. Ủy ban trên được thành lập vào năm ngoái để xem xét những quyết định khó khăn của Facebook. Nó hoạt động theo cơ chế độc lập nhưng được Facebook hỗ trợ tài chính và kỹ thuật. Ủy ban trên đã được nhận 9.000 lời bình luận từ công chúng và câu hỏi gây tranh cãi liệu rằng Tổng thống Donald Trump có nên được phép tiếp tục cân nhắc các tài khoản của ông hay không. Hồi tháng 1, Facebook thông báo về vấn đề đề nghị Ủy ban Giám sát xem xét lại và quyết định đình chỉ tài khoản của ông Trump từ ngày 7 tháng 1. Một ngày sau vụ bạo động bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ, ông Trump bị cáo buộc kích động bạo lực. Các tài khoản của ông vẫn tiếp tục bị khóa cho đến khi Ủy ban Giám sát đưa ra quyết định cuối cùng. Lệnh đình chỉ tài khoản của ông Trump được xem là quyết định gây ảnh hưởng lớn nhất vì nó tác động tới nền chính trị của nước Mỹ. Theo quy định, ủy ban này có 90 ngày để ra quyết định, nhưng thông thường quá trình xem xét diễn ra nhanh hơn. Quyết định của ủy ban có tính ràng buộc và không thể bị giám đốc điều hành, ông Mark Zuckerberg hay bất cứ lãnh đạo nào khác của Facebook vô hiệu hóa. Ngoài ra, YouTube và các nền tảng xã hội khác hiện cũng đang đình chỉ vô thời hạn tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump, trong khi đó Snapchat và Twitter cấm ông vĩnh viễn. Nói chung hiện tại thì tài khoản, tất cả những cái tài khoản trên mạng xã hội của ông cựu Tổng thống Donald Trump đều bị đình chỉ và cấm vĩnh viễn, phải nói là khóa vô thời hạn. Và còn những cái Twitter thì bị cấm vĩnh viễn. Nói chung là bây giờ trên tài khoản mạng xã hội ông cựu Tổng thống Donald Trump không thể dùng được bất cứ mạng nào hết các bạn, coi như là bó tay rồi đó các bạn ơi. Bây giờ ông yêu cầu khôi phục lại cho ông, không biết là bên chỗ ủy ban Facebook đó họ có đồng ý hay không. Tuy nhiên thì họ vẫn chưa có bình luận gì hay các bạn. Hy vọng là sau vụ lùm xùm đó thì cũng xem xét để mở lại cho ông một trong những cái tài khoản bị khóa để ông dùng hay các bạn. Chứ còn hiện tại thì nếu như mà không mở lại cho ông thì chắc có lẽ là ông phải dùng những cái địa chỉ khác hoặc là người khác lập cho ông rồi ông dùng thôi. Chứ còn nếu mà cái tên Tổng thống Donald Trump như thế này xuất hiện thì có lẽ là Facebook hoặc là trên các mạng xã hội không biết có xem xét cho ông để tạo lập một cái địa chỉ mới hay không ha các bạn. Thì chúng ta hãy chờ đợi xem cái ủy ban của bên Facebook đó có xem xét mở lại cho ông hay không ha các bạn. Thì chúng ta hãy chờ đợi. Rồi xin phép các bạn mình chia sẻ những thông tin như thế này cho các bạn biết để các bạn nắm thông tin ha. Dù cho đương kim là tổng thống nhưng mà khi bị vi phạm một cái điều gì đó thì họ sẵn sàng là khóa vĩnh viễn luôn các bạn ơi, và đồng thời đình chỉ vô thời hạn. Thì chúng ta hãy cẩn thận tới những cái tài khoản mà trên mạng xã hội như thế này, nếu làm gì sai trái thì họ sẵn sàng là cấm vĩnh viễn và khóa luôn, không có mở lại cho mình ha. Rồi xin phép các bạn mình dừng video ở đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.